Thưa quý vị, tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ bao trùm để triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết 136 của Quốc hội để Đà Nẵng phát triển bứt phá thần tốc hơn. Đây là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị quán triệt triển khai nghị quyết 136 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng được thành phố tổ chức vào chiều qua ngày 31 tháng 8. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự chủ động tích cực và bài bản của Đà Nẵng trong triển khai nghị quyết 136 của Quốc hội, đồng thời nêu rõ mục tiêu phát triển Đà Nẵng, ngang tầm vị thế, tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của thành phố. Thủ tướng cho rằng, việc phát triển Đà Nẵng sắp tới đã hội đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa với các cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn. Vì vậy, Đà Nẵng cần tự tin đổi mới sáng tạo, phát triển thần tốc, bứt phá hơn. Thì phải với một cái tinh thần là tư tưởng là phải thông, đấy. Quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, rồi có trọng tâm trọng điểm và làm việc nào là dứt việc đấy, không có lan man, không có dàn trải. Vì nguồn lực của chúng ta có hạn, thời gian thì có mức độ thôi, kinh nghiệm thì chưa nhiều. Cho nên là phải chọn trọng tâm, trọng điểm. Nhưng mà làm việc nào là dứt việc đấy. Đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện. Chỉ có bàn làm, không có bàn lùi. Dứt khoát với cái tư tưởng này phải thông suốt trong hệ thống chính trị, rồi lan tỏa đến nhân dân. Thủ tướng nhấn mạnh, tư tưởng chủ đạo là phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, truyền thống lịch sử hào hùng, đoàn kết, huy động hiệu quả các nguồn lực, vươn lên từ sức mạnh nội sinh, không trông chờ ỷ lại. Cùng với đó, rà soát, phát hiện kịp thời sửa đổi, bổ sung các bất cập, mâu thuẫn trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi và có công cụ để tăng cường kiểm tra, giám sát. Thủ tướng Chính phủ lưu ý một số điểm quan trọng của nghị quyết 136 và yêu cầu thành phố phải quán triệt, triển khai đạt hiệu quả cao nhất, nhất là chính sách hoàn toàn mới như khu thương mại tự do. Tôi đề nghị cái tinh thần rất chủ động, sáng tạo và cứ mạnh dạn chúng ta làm. Cứ làm đi đã, cứ đưa nó vào thực tiễn đi. Mình hình dung ra được cái gì, mình học tập các nước cái gì, mình đưa vào mình vận hành đi. Rồi quá trình đấy thì thực tiễn nó sẽ có câu trả lời là cái nào đúng, cái nào sai, cái nào phù hợp với Việt Nam, cái nào phù hợp với Đà Nẵng, cái gì không thì lúc đó ta loại trừ dần. Theo Thủ tướng, nhìn chung cơ chế đã có, nhận thức đã rõ, nhiệm vụ rất cụ thể, đề nghị các bộ ngành trung ương cùng Đà Nẵng phối hợp chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai khi nghị quyết có hiệu lực với 9 nhóm nhiệm vụ cụ thể. Chúng ta phải tổ chức thực hiện như thế nào để nó đảm bảo được cái tính nghiêm túc của luật pháp, nhưng vừa là năng động sáng tạo trong cái tổ chức hành động. Chúng ta cùng nhau suy nghĩ, cái việc này không phải của riêng Đà Nẵng. Cái nghị quyết ban hành xong một số chủ trương chính sách, rồi chúng ta để cho Đà Nẵng tự lo liệu. Không phải như thế, là chúng ta bàn, chúng ta làm cùng nhau với Đà Nẵng. Nhiệm vụ này không phải của riêng Đà Nẵng, mà nhiệm vụ này là của Đảng, của nhà nước, của các bộ, các ngành. Thủ tướng đề nghị Đà Nẵng tập trung thực hiện thật tốt 3 nhóm nhiệm vụ bao trùm về bộ máy, con người và huy động nguồn lực. Khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ nó ngang tầm với lại các cái nhiệm vụ được giao. Tự tin, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm. Tiếp tục đổi mới sáng tạo, tự lực tự cường, huy động mọi cái nguồn lực trong xã hội, nguồn lực trong nước, ngoài nước, nguồn lực nhà nước, nguồn lực tư nhân, rồi cái hợp tác công tư để chúng ta có cái nguồn lực để thực hiện các cái nhiệm vụ. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo hỗ trợ phối hợp từ Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành để Đà Nẵng triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết 136.
Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng, các cơ quan địa phương đơn vị, lãnh đạo chỉ đạo quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết 136 một cách quyết liệt, khẩn trương và quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị. Việc tổ chức thực hiện phải xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực, rõ thời gian và kết quả thực hiện. Tập trung triển khai thực hiện ngay việc xây dựng, ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng và chỉ thị số 44 của Ban Thường vụ Thành ủy, chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất và gắn với đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ và chuẩn bị các dự án cụ thể, xác định các nguồn lực của Trung ương, nguồn lực của địa phương, nguồn lực của xã hội để triển khai nghị quyết 136 và trước mắt đẩy nhanh đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng, giao thông kết nối giữa các phân khu trong khu thương mại tự do, xúc tiến mở thêm các đường bay quốc tế và đặc biệt đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu, kho hàng hóa tại sân bay quốc tế Đà Nẵng và nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật khác đã được xác định. Theo Bí thư Thành ủy, song song với việc cụ thể hóa nghị quyết 136, thành phố cam kết cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu theo nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố đã đề ra, tin tưởng rằng Đà Nẵng sẽ có những đổi mới toàn diện, bứt phá mạnh mẽ, bền vững hơn trong thời gian đến.